Ok mọi người, thì hôm nay mình sẽ gắp cái bộ turbo này vô chiếc cano đó ha. Thì motor và servo mình đã gắn vô sẵn rồi ha, cho nó đỡ mất thời gian thì mình sẽ tiến hành mình gắp vô đó để mình test cho mọi người xem ha. Ok mọi người. Ơi trúng cái cây không thấy gì hết trơn. Vẽ đó này giống cano ấy. Cano nước. Cái này không chở mất gì vậy. Ủa giờ chơi thông minh ha. Thế à? mình làm không mua. Làm. Bài bài không? Ui là no trời. Ôi. 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 Một
coi nước mà không chịu máy vậy.